Chị không. Hello my friends, xin chào cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình có một khách mời, đó chính là chị Mai Hương Makeup. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Leo. Hôm nay thì chúng mình sẽ có một cái challenge khá là thú vị. Em giới thiệu với mọi người đi. Hôm nay thì chúng mình sẽ chọn ra những cái thỏi son bất kỳ và chúng mình sẽ mix lại với nhau và đổi cho nhau. Đây là những cái thỏi son mà kiểu chúng mình sẽ không biết trước nó sẽ ra cái màu gì và lên môi sẽ như thế nào ấy. Thì ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vào video nhé. Đầu tiên em chọn cho chị, em định cho chị mix thỏi gì đây? Đầu tiên thì mình sẽ cho chị Hương mix màu 01 dòng Supernatural của Lemonade và màu M2 của Merzy. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho Leo hai cặp son đầu tiên ấy. Round 1. Đấy, đấy chính là son Velvet của Daimapu, mình mua ở trên đây. Mua ở trên Shopee mà 70 mấy nghìn một cái. Một cái á? Ừ, hai màu này chị thấy bạn trong mẫu mix với nhau đẹp quá, chị quyết định mua hai màu là màu 01 với cả màu 04. Ok. Rồi chúng mình sẽ đổi cho nhau nha mọi người. Đây, chúng mình sẽ nói chuyện xong swatch. Thực ra tất nhiên là video này nên nó sẽ không thể nào nó quay cận mô như là những video trước được. Thử nha, mọi người thử ra tay trước. Đầu tiên thì mình sẽ swatch màu 01 trước nha mọi người. Đây là một cái màu kiểu hồng đất. MLVB rất là xinh luôn. Năm nay, wow. năm nay thì rất là hot những tông màu MLVB mọi người ạ. Nên là một cái thỏi màu này thì mọi người không nên bỏ qua nhé. Mà rẻ lắm ấy mà, 70 mấy nghìn ấy. Lúc chị mua về chị bị kiểu quá. Nhưng mà thực ra cũng đúng rồi, bởi vì son nó hơi ít, nó hơi bé. Dạo này thì son nội chung mà em thấy đa số là làm chất son Blushing. Nhưng mà khá là bất ngờ cái tỏi này là chất son Velvet mọi người ạ. Ừ, Velvet. Son Lot của chị là son này đúng không? Son này chắc mọi người biết rồi. Bộ sưu tập Supernatural của Lemonade màu 01 đúng không? Nói chung là... Đây, màu tiếp theo của mình là màu... Nhầm. Sorry. Đó, đúng rồi. Màu 04 nha mọi người. Đây là màu... Ui. Thấy chưa? Một màu kiểu nâu cam ấy mọi người. Thấy chưa? Nâu cam đắt cho mọi người đâu. Đẹp đấy nhở? Đẹp lắm mọi người ơi. Hai chị em cũng là tâm đầu ý hợp. Màu này, hai màu mix với nhau rất đẹp. Nhưng mà sau video này của chị Hương thì mình sẽ mua đúng không? Về nha mọi người. Ok, màu thứ hai thì là một màu rất quen thuộc, màu mỡ gì rồi. Đây cũng là một màu quá hot rồi. Màu chị rất thích. Như em thấy trong đống son của chị đấy. Thì đây cũng là một màu. À, em follow chị. Em follow chị cũng là vì những cái màu son đỏ chị ạ. Ok, bây giờ thì mình, chúng mình swatch nha. Đánh lên môi nha mọi người. Chúng mình vừa mới đánh một chút cushion lên để cho màu son lên chuẩn hơn. Bây giờ thì mọi người bây giờ thì bọn mình sẽ đánh lên môi nha mọi người. Môi của chị là môi rất khô. Mùi son này thơm lắm mọi người ạ, nó mùi kiểu chocolate ấy. Son nào vậy? Nó dễ lên mà lúc chị nhận son đấy chị ngắm nhiên mãi nữa. Đánh lên phát nhìn ra con mình này hẳn luôn. Chị thấy ảnh son tràn viền không? Chị em cũng rất đáng thì đánh ra tràn viền. Bởi vì trong môi nó rất là căng. Màu đầu tiên thì mọi người sẽ thấy là màu này nó sẽ hơi nhạt, hơi cam quá. Tiếp theo sẽ là màu blend bên trong, màu merzy. Em dùng thỏi rất nhiều đúng không? Quá mà các bạn. Nhiều nhất luôn ấy, mấy thỏi khác hầu như là em dùng chỉ có 1-2 lần thôi. Xô. Thấy nó khác hẳn. Ôi trời ơi. Đẹp đúng không? Trời ơi. Chị đã bảo không? Chị đã cho em bất ngờ mà. Chị không thể để cho em biết. Mọi người ơi, mình bỏ cái thùng son của mình ra ấy. Hỏi nào, em có rồi chị ạ? Em có rồi, em có rồi. Mình không chịu khuất phục số phận. Anh màu đẹp quá ấy mọi người. Rất đẹp. Nó không hẳn là màu đỏ. Nó kiểu hơi nâu cam ấy. Đấy, những con người cầu kỳ đánh son mất 30 phút. Em rất là thích mix son nhá. Bởi vì khi mà mix son ấy thì mình sẽ tạo ra được những cái màu son riêng của mình, kiểu không trùng với ai hết ấy. Đúng rồi. Ok, xong rồi. Đẹp đúng không? Màu này là màu màu đỏ và viền ở bên ngoài là màu cam. Còn của mình ở ngoài thì sẽ hơi hồng hồng một xíu, ở trong thì nó sẽ kiểu nâu cam ấy mọi người. Đó, xinh quá. Màu xinh nhỉ?
Mà son đấy chỉ có 72.000 một chiếc thôi. Mà chất son cái mặt mình mua thì rất là mịn nha mọi người, nó mịn. Không kiểu bị đọng màu, đọng màu và đọng rãnh ở trong lòng môi ấy. Tôi bảo môi em đẹp cơ. Môi em nó căng ấy chứ môi chị là môi bị rất rãnh. Thấy không? Môi chị nhưng mà cái shape môi của chị rất là đẹp. Không phải đâu, do chị vẽ viền ra đấy. Cặp thứ hai mình giới thiệu cho chị Hương đó chính là màu 02 thỏi Lily Pirate và cái màu Terracotta của Sunny Fay nha mọi người. Ok, chị mùa hè thì không thể nào mà thiếu cái tông cam được. Còn chị sẽ không phải là son. Cái lót của chị sẽ là một cái tạo khối của Fenty Beauty. Và cái son thứ hai sẽ là màu quen thuộc rồi, màu A26 của Black Room. Ok. Ok, round 2. Và chúng mình sẽ swatch ra tay nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ swatch cái thỏi khối của đúng. Fenty. Đây là màu Mocha. Nâu cam kiểu tay tay mọi người. Oh my god. Look at that. Sẽ phải blend nó ra. Màu lót của chị là màu cam cam đây. Thỏi son tiếp theo là thỏi Black Rose A26. Đây là một màu đỏ đất. Hơi hồng hồng một xíu. Mix hai màu với nhau. Còn màu thứ hai của chị là màu này. Màu này chắc kiểu cam mọi người đều biết rồi. Cam đất, cam cháy. Đánh layer nhiều lớp lên thì nó sẽ ra một cái màu nó có hơn một chút ánh nâu nâu. Thì cái này em nhớ đánh không phải là đánh hết lên nhá, mà là em chỉ đánh ở phần bên ngoài này. Xong đấy tay blend ra. Ok ok. Mình sẽ đánh son theo cách của chị Hương nha mọi người. Thì đánh lên phần bên môi xong thôi. Cái này mình thấy rất ok bởi vì khi đánh lên môi thì nó không bị khô ấy. Nhiều bạn thì cũng muốn mix mấy cái màu nâu ở ngoài viền nhưng mà dùng bằng mắt thì nó hay bị trôi, với cả nó hơi khô ấy mọi người. Không biết blend thì nó sẽ bị gòn. Mà cái này thì nó lên môi mềm lắm mọi người ạ. Ban đầu mình cứ tưởng nó dít dít cơ. Môi tôi khô quá. Nhìn đi, cứ đánh đi rồi biết. Rất nâu đúng không? Rất nâu. Rất tay luôn. Ôi, tiếp theo màu số 2 này. Nâu nó chỉ phải đánh mấy màu nó cam hẳn đi này. Ủa sao son màu này lên môi em nó lại bay thầm hơn nhỉ? Thế môi chị mày đỏ. Ừ. Ừ, đây, để chị đánh cho. Em có được đồng cuối để làm mấy không? Cuối á, có. Em hay đánh cũng người viên giống chị em. Anh mà sợ em không muốn em dùng bằng mắt. Bằng mắt thì hơi khô. Ừ. Chị lâu lắm rồi chị không thích đánh mấy cái màu cam đất. À quên, nhầm cam cháy này nữa. Đây nha mọi người, bình thường khi mà mình sử dụng riêng cái thỏi A26 này ấy, thì mình em cảm thấy nó không đẹp. Nhưng mà hôm nay màu A26 này đẹp nè. Không, bình thường em mới sử dụng riêng ấy thì em thấy nó. Nhưng mà màu này chị cũng thấy hot mà, hot vãi. Nó bình thường. Nhưng mà nhờ khi mix. Ôi chết rồi, đi ơi. Đừng lau chị ơi. Lau nó bị tràn ra chỗ khác đấy. Thế bây giờ mình ra phòng lau bằng cái kia kìa. Bây giờ tràn á? Ừ. Nó tràn ra chỗ khác đấy. Thì bây giờ làm sao nữa? Mình hát sớm, giỡn nha mọi người. Sorry. Không sao, mình đồng ý là mình sử dụng cái màu A26 này riêng ý thì mình cảm thấy nó khá là bình thường. Nhưng mà hôm nay mix thêm một cái khối màu nâu nâu ở ngoài ý, thì mình thấy nó khá là lạ và trông nó cũng xinh hơn rất là nhiều. Chị ơi rồi. Nhé. Lâu lắm chị không đánh mấy màu cam cam như này. Chị lâu rồi chị không thích đánh mấy màu cam này nữa. Bây giờ chị còn thích đánh tông đỏ, tông hồng. Đây không phải là màu sao chị yêu thích. Tiếp theo là round 3 nha mọi người. Cheap moment. Không hẹn mà cùng color K. Ừ, nhưng mà khác nhau, màu khác nhau hẳn luôn. Màu đầu tiên thì mình sẽ làm lớp lót cho chị Hương. Thì sẽ là màu LA Lady của Colourpop. Và màu son bóng tiếp theo là màu P705 của Color K nha mọi người. B à? Màu B à? P bò. Của chị đầu tiên Color K sẽ là màu lót. Như thế này. Nhưng mà mọi người phải blend ra thì nó mới ra một cái màu MLBB xinh. Colourpop thì sẽ là một màu hồng đất nha. Màu này cũng phải blend mọi người ạ. Đấy. Và màu thứ hai của chị là màu này. Chắc ai cũng biết rồi. DT11 Moji. Đây. Màu tiếp theo của em thì sẽ là màu son bóng kiểu
MPV luôn. Hôm nay đánh một ít. Như chị Hương nói vào plan ra nha mọi người. Không, không được đánh Ngọc Ngôi nhá. À chả? Ừ, em chỉ đánh Hiệp Viên thôi. Đánh Ngọc Ngôi bị dày ấy. Tan. Đẹp không? Ừ. Nhìn môi mà ạ. Trông rất là căng mọng luôn. Ừ. Nói chung là tất nhiên rồi, mình đi săn team thì luôn luôn căng mọng rồi. Bình thường khi mà mình đánh một cái màu son riêng ấy, đậm ấy, mình blend ra thì cảm giác môi mình nó hơi bị kiểu khó chơi, hơi bị dày. Đẹp mà. Không không, một màu cơ. Nhà khi mọi người mix như thế này này và có điểm nhấn ở trong lòng môi ấy, thì nó vừa căng, nó căng mà nó không bị kiểu quá dày. Ừ, chị thì kiểu chị cái những cái màu nó bị sạm đậm quá, nó làm rõ bên môi chị, hơi rõ bên môi, mà nó hơi trong xinh, cái màu khaki này xinh, nốt lại. Tiếp theo, round cuối cùng là round 4. Mình sẽ gợi ý cho chị Hương hai màu. Màu lót thì sẽ là màu P-Day của Sunny Faye. Và cái màu ở trong lòng môi thì sẽ là màu 927 Turn to the Left của lại MAC. Cheap Moment Sunny Faye luôn. Nhưng mà là một dòng khác. Cái dòng này là dòng son dưỡng có màu của Sunny Faye. Đầu tiên sẽ là màu lót Birthday này. Ôi trời ơi, nâu quá nhỉ. Còn đấy phải blend. Đây. Mình sẽ blend ra như này. Còn sau đó tôi vẫn màu cam nha mọi người. Trên video thì thấy nó hơi nhạt một xíu. Hơi nhạt, ừ, nhưng mà ở ngoài màu xinh lắm. Okay. Rồi tiếp theo màu thứ hai. Ôi màu này mới à? Màu mới chị. Tên thứ dưới này. Ui màu này mà đánh mùa đông thì đỉnh, đúng đỉnh luôn này. Hương gợi ý cho mình thì sẽ là một cái màu hồng hơi có một xíu đất. Nhưng mà với màu son này thì em sẽ chỉ đánh cái này tròn môi thôi. Tròn á? Ừ, kiểu tròn tròn xong. Ôi đây là một cái cách son gặp đánh cá lạ. Lần đầu tiên mình đánh kiểu này nha mọi người. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đánh lên môi nhá. Ok. Ra 4 nha mọi người. Chị thích cái màu này quá. Đấy, thế này kiểu đánh ửng ửng lên xinh cực. Em nghĩ là kiểu đánh mà màu son như này xong rồi đánh má đậm hơn. Ừ. Trong kiểu ngây thơ ấy. Mình là con nai ngắt nha mọi người. Có bác thợ săn nào săn không? Nói chung ra 4 ai cũng xinh nha mọi người. Ừ, mình thích màu này quá. Thích, rất thích màu son này. Bây giờ thì chúng mình đang cần những cái thỏi son mà không biết là của ai nữa rồi. Nhưng mà 8 cái thỏi son mà mỗi người mang đến nên mong là sẽ chia sẻ đấy, với mọi người và giúp để... ích gợi ý cho mọi người những cái màu son mới mùa hè này mọi người đang dịch ở nhà này không biết làm gì. Đúng rồi. Mọi người mua son về mọi người đánh chụp ảnh thôi cũng rất là xinh. Mua son thì mọi người nhìn thôi đã xinh rồi. Không cần thiết là phải đánh đâu. Nhưng mà không cũng nên đánh. Ok, mình cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này. Mong là video này sẽ giúp ích cho mọi người được ha. Bye bye. Bye bye. Mới nha mọi người. Bye bye. Bye bye. Ôi dồi ôi, cuối cùng mình cũng gần Leo rồi. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.